Chào các con, cô trò chúng ta lại tiếp tục bước sang bài 12 nhé. Mời các con dở sách giáo khoa trang số 52. Chúng ta bắt đầu vào bài học. Lesson 1. Look, listen and repeat. Và bài này chúng ta sẽ học đến một âm tiếp theo trong bảng chữ cái. L. L. Và chúng ta phát âm L. L. Trong bài này, chúng ta học được hai từ mới, đó là từ lemon và lemonade. Lemonade, lemon. Hai từ này đều bắt đầu bởi âm L trong tiếng Anh đấy. Và chúng ta phát âm là L, L, lemon. L, L, lemonade. Mời các con nghe băng. Track 69. Look, listen, and repeat. L, L, lemon, lemonade. Lemon, quả chanh. Chúng ta rất là hay gặp, chúng ta thường xuyên được ăn quả chanh, đúng không? Lemon, nó có vị rất chua. Và thường thì mẹ hay vắt nước chanh cho chúng ta uống. Nước chanh là lemonade. Các con sẽ học thuộc hai từ mới và biết cách viết hai từ mới này nhé. Chúng ta cùng nhau chuyển sang phần thứ hai. Let's chant. Track 70. Let's chant. La, la, la. Can you hear? L, L, L. As in lemonade. L is the sound of L. Chúng ta cùng chuyển sang phần tiếp theo. Lesson 2. Listen and repeat. Nghe và lặp lại. Trong bài này, chúng ta có 3 bức tranh. Bức tranh đầu tiên, các con nhìn thấy bạn Tommy đang cầm một quả chanh. Bạn nói, tôi có một quả chanh. Chúng ta đã cùng học cấu trúc have got rồi, đúng không nào? Và chúng ta cùng ôn lại cấu trúc này nhé. Tôi có một quả chanh. I have got a lemon. Mời các con đọc lại. I have got a lemon. Tôi có một quả chanh. Chúng ta cùng chuyển sang bức tranh số 2. Bạn Tommy đang vắt nước chanh. Bạn đang pha một cốc nước chanh đấy. Và bạn sẽ nói, tôi pha nước chanh. Chúng ta sẽ có một từ mới, đó là từ make. Make. Pha, làm. Và chúng ta sẽ có câu I make lemonade. Mời các con đọc lại. I make lemonade. Tôi pha nước chanh. Chúng ta chuyển sang bức tranh số 3. Bức tranh số 3 chúng ta được học một cấu trúc mới. I like. Tôi thích. Like là thích. Chúng ta cùng đọc nhé. I like it. Tôi thích nó. Mời các con nghe băng nào. Track 71. Listen and repeat. I have got a lemon. I make lemonade. I like it. Các con sẽ đọc đi đọc lại những câu ở phía trên và sau đó vận dụng vào những từ mới mà chúng ta đã học rồi nhé. Ví dụ, các con có thể nói rằng tôi thích một quả táo. Con sẽ nói như thế nào? I like an apple. Tôi thích một con vịt. I like a dog. Vân vân, đúng không nào?
Chúng ta cùng chuyển sang phần tiếp theo. Tick the things you like and say. Tick về vào những thứ mà bạn thích và hãy nói. Các con sẽ sử dụng cấu trúc I like, tôi thích. Trong ba bức tranh này, các con thích cái gì nào? Các con thích uống nước chanh không? À, nếu các con thích uống nước chanh, chúng ta cùng nói nhé. Tôi thích nước chanh. Nào, mình cùng bắt đầu. I like lemonade. Nếu bạn nào thích táo, chúng ta sẽ cùng nói theo cô nhé. I like apples. Và có bạn nào thích trứng không nào? À, cô nghĩ rằng rất nhiều bạn thích trứng đấy. Vậy hãy cùng nói theo cô nhé. I like eggs. Tôi thích trứng. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần tiếp theo. Lesson 3. Phần này, các con sẽ biết cách viết âm L trong tiếng Anh như thế nào. Các con dở sách giáo khoa trang số 54 và viết theo nhé. Chúng ta cùng chuyển sang phần tiếp. Look, tick and say. Nhìn, tích vê và nói. Trong mỗi bức tranh, các con sẽ có hai từ mới. Ví dụ, bức tranh đầu tiên, các con sẽ có từ hippo, con hà mã, và horse, con ngựa. Và chúng ta thấy bức tranh là con hà mã, vậy chúng ta sẽ tích vào từ hippo, con hà mã. Tương tự, chúng ta sẽ có bức tranh số 2. Hai từ mà chúng ta được cho để lựa chọn đó là từ lemon, quả chanh, lemonade, nước chanh. Và trong bức tranh, chúng ta nhìn thấy một cốc nước chanh. Vậy chúng ta sẽ tích vào đâu? À, chúng ta sẽ tích vào lemonade, nước chanh. Rất đúng. Chúng ta cùng chuyển sang bức tranh số 3. Hai từ gợi ý đó là từ apple, quả táo, lemon, quả chanh. Và chúng ta nhìn thấy bức tranh là quả gì? À, quả chanh. Do đó chúng ta sẽ tích vào lemon. Rất chính xác. Chúng ta cùng chuyển sang bài tiếp theo. Lesson 4. Listen and repeat. Trong bài này, chúng ta lại được tiếp tục làm quen với những số đếm tiếp theo. Số 6, 7, 8, 9 và 10. Các con cùng đọc theo cô nhé. Số 6, 6. Số 7, 7. Số 8, 8. Số 9, 9. Số 10, 10. Mời các con cùng nghe băng. Track 72. Listen and repeat. 6. 7. 8. 9. 10. Các con về nhà sẽ học thuộc các cái số đếm từ 1 cho đến 10 bằng tiếng Anh nhé. Chúng ta cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo. Look, march and say. Nhìn, gạch và nói. Chúng ta sẽ nối. Và chúng ta sẽ có những từ được gợi ý đó là 6 fish, 6 con cá, 10 lemons, 10 quả chanh, 7 eggs, 7 quả trứng, 8 apples, 8 quả táo. Vậy chúng ta sẽ cùng nối những cụm từ này vào với những bức tranh tương ứng nào. 6 fish, 6 con cá. Chúng ta nhìn thấy cá đây rồi. Và chúng ta cũng đếm có 6 con. Vậy chúng ta sẽ nối vào nhau. 10 lemons, 10 quả chanh. Chúng ta thấy quả chanh đây rồi. Và chúng ta đếm thấy 10 quả. Chúng ta nối vào đây. 7 eggs, 7 quả trứng. Trứng đâu rồi? Trứng đây rồi. Chúng ta cùng đếm có 7 quả trứng. Vậy chúng ta nối vào nhau. 8 apples, 8
quả táo. Táo đây rồi các con. Vậy chúng ta sẽ nối vào nhau. Bài tập của chúng ta rất đơn giản đúng không? Và các con đã làm rất tốt. Chúng ta cùng chuyển sang phần tiếp theo. Let's talk. Mời các con nghe nhé. Track 73. Let's talk. I have got 9 apples. I like apples. Mời các con đọc lại theo cô. I have got 9 apples. I like apples. Tôi có 9 quả táo. Tôi thích táo. Vậy từ ví dụ này các con có thể làm một cuộc hội thoại, nói là tôi có bao nhiêu cái gì đó và thích cái đó, được không nào? Cô lấy ví dụ. Tôi có 7 quả trứng. Tôi thích trứng. Các con nói như thế nào? Chúng ta sử dụng cấu trúc I have got, tôi có nhé. Và sử dụng cấu trúc I like, tôi thích. Nào, chúng ta cùng nói. I have got 7 eggs. I like eggs. Cô lại có 6 con cá. Các con có thể nói được cho cô, tôi có 6 con cá, tôi thích cá. Nào, các con thử nói xem. Đúng rồi, rất tốt. Chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc have got là có nhé. I have got. I have got 6 fish. I like fish. Rất tốt. Tương tự, các con sẽ nói những đồ vật hay những con vật mà các con có và sau đó các con sẽ sử dụng cấu trúc I like, tôi thích nhé. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Chúng ta cùng ôn lại một số từ mới và cấu trúc hôm nay chúng ta học. Hôm nay chúng ta được học đến một từ mới, đó là quả chanh, lemon. Lemon, quả chanh. Nước chanh, lemonade. Lemonade. Chúng ta lại được học những từ mới về số đếm từ 6 đến 10. 6, 7, 8, 9, 10. Và chúng ta được học một cấu trúc rất hay. I like, tôi thích, để thể hiện mình thích cái gì đó, đúng không nào? Bài học của chúng ta đã kết thúc rồi. Các con về nhà, hãy sử dụng cấu trúc I have got và I like, và sử dụng những từ mới chúng ta học để lắp ghép thành những câu hoàn chỉnh và tạo thành những bài hội thoại để các con có thể nói được trôi chảy tiếng Anh hơn. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các con trong những video tiếp theo. Các con hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của cô nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các con.